Viêm lộ tuyến cổ tử cung có nên đốt không? Viêm lộ tuyến cổ tử cung có mang thai được không? Là những câu hỏi mà gần như chị em nào mắc bệnh cũng đều đặt ra cho các bác sĩ. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giúp chị em giải đáp hai thắc mắc này. Viêm lộ tuyến cổ tử cung là tình trạng phần lộ tuyến bị viêm nhiễm, gây ra các hiện tượng như tăng tiết dịch, ngứa ngáy, khó chịu, chảy máu sau khi quan hệ tình dục. Nếu viêm nhiễm kéo dài, mầm bệnh có thể lây lan và gây viêm cho các bộ phận khác trong cơ quan sinh sản như buồng trứng, vòi trứng, vùng chậu, các dây chằng, niệu đạo. Viêm lộ tuyến cổ tử cung nếu không phát hiện và điều trị dứt điểm có thể gây ra nhiều biến chứng rất nguy hiểm như hiếm muộn, vô sinh, ung thư cổ tử cung. Viêm lộ tuyến cổ tử cung thì chị em phụ nữ hoàn toàn có thể mang thai được, tuy nhiên tỷ lệ rất là thấp nhé. Vì khi bị viêm lộ tuyến tức là gì? Tức là pH vùng kín của phụ nữ là acid, mà tinh trùng của nam giới thì là bazơ. Cho nên khi mà tinh trùng vào như vậy với môi trường acid thì tinh trùng sẽ không tồn tại lâu được. Thì cái tỷ lệ thụ thai khi mà tinh trùng gặp trứng rất là thấp. Đó là lý do vì sao mà nếu mà chị em bị viêm lộ tuyến thì nên điều trị dứt điểm rồi hãng mang thai. Khi mà bị viêm lộ tuyến mà đã chót mang thai hoặc là đã mang thai rồi mà bị viêm thì cái này nó cũng ảnh hưởng một phần đến thai nhi và đến sức khỏe của thai phụ. Vì sao? Là vì khi lộ tuyến như vậy nó làm viêm nhiễm và nó làm ảnh hưởng sâu vi khuẩn ở vùng kín, nó sẽ xâm nhập vào vùng âm đạo, nó sẽ gây trực tiếp lên các cái biến chứng cho thai nhi. Ví dụ như là khi thai nhi sinh ra chẳng hạn, nó có thể gây viêm nhiễm, có thể lên mắt, lên da. Là một cái thứ hai nữa, và nếu mà với những chị em mà phụ nữ mà bị viêm lộ tuyến độ 2-3 có thể gây ra tình trạng dọa sảy thai hoặc là sảy thai sinh lon. Đó là lý do vì sao mà chị em cần phải khi mà có các cái biểu hiện hoặc đi xét nghiệm mà phát hiện ra là viêm lộ tuyến thì chị em cần phải điều trị dứt điểm rồi hãng mang thai thì nó sẽ an toàn cho cả mẹ và em bé. Viêm lộ tuyến cổ tử cung chỉ đốt khi mà bệnh nhân phát hiện ra là viêm lộ tuyến độ 2, độ 3 diện rộng kèm theo chảy máu và không cầm được thì chúng ta lên đốt, đó là phương pháp nhanh. Còn đối với chị em phụ nữ chưa lập gia đình hoặc chưa sinh con cũng như là viêm lộ tuyến độ 1 thì chúng ta không lên đốt và nên tìm phương pháp bảo tồn để điều trị để sau này có thể mang thai được. Đó là cái phương pháp mà chị em nên làm. Tuy nhiên, một rủi ro có thể xảy ra. Đó là việc đốt quá sâu dẫn đến cổ tử cung có sẹo cứng, khiến cổ tử cung có thể bị hẹp lại, gây khó khăn cho việc lưu thông kinh nguyệt, đồng thời khiến tinh trùng khó tiếp cận được với trứng và làm giảm khả năng thụ thai. Ngoài ra, với sẹo xơ cứng nơi cổ tử cung, khi người mẹ chuyển dạ để sinh cũng gây khó khăn cho thai nhi khi chui ra ngoài. Vì vậy, khi mới sớm xuất hiện các triệu chứng của bệnh, chị em nên đi khám ngay tại các cơ sở y tế uy tín. Hiện tại, nhà thuốc Đỗ Minh Đường sử dụng bộ sản phẩm Phụ Khang Đỗ Minh điều trị cho các chị em phụ nữ mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa rất tốt. Bài thuốc này đã giúp cho nhiều chị em thoát khỏi tình trạng viêm lộ tuyến cổ tử cung mà không bị tái phát lại, vô cùng an toàn và hiệu quả. Các chị em nếu có nhu cầu thăm khám và điều trị bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung tại nhà thuốc Nam Đỗ Minh Đường thì có thể liên hệ tới nhà thuốc. Chúng tôi sẽ tư vấn và đưa ra phác đồ điều trị cụ thể. Hy vọng chị em sớm thăm khám, điều trị để chữa dứt điểm căn bệnh phụ khoa phiền phức này.